Minasa, minasa, konnichiwa. Watashi wa kanko kuno usakare. Kyo wa kanko kuno hajuka ra no okina no ni o tode ke shimashita. Arigatou gozaimasu. Hadongseo, kamramisa. Xin chào mọi người nha. Hôm nay Long sẽ giới thiệu cho mọi người phiên bản 10 nam diễn viên nổi tiếng nhất năm 2021 được nữ diễn viên bình chọn hàng đầu, diễn viên Lim Min Ho và nữ diễn viên Jung Hae In và nam diễn viên Lee Jong Suk. Ngoài ra còn có một số diễn viên khác nổi tiếng hơn đó chính là bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời do nam diễn viên Sông Dông Ki hiển thị tất cả được bình chọn sinh năm 1987 ngày 22 tháng 6 chiều cao 1m87 xếp thứ hai là diễn viên Lê Minh Ho ngoài ra nữ diễn viên nhiều diễn viên Nê Dông suk và Nê Minh Ki và anh tham gia bộ phim này được 20 năm tiếng Nhật và luôn dịch và đang dịch năm diễn viên nổi tiếng đứng thứ 4 là Lê Dông Súc, vị trí thứ 4 là làm diễn viên Lê Dông Súc để có khả năng diễn xuất dẫn đầu ngoài hình ăn khách, không có sự khác biệt trong các tác phẩm của anh ấy như phim truyền hình I Can Hear Your Voice và Pichino xuất hiện trong Somaga cũng rất đốn tin phái đẹp. Anh thực hiện nghĩa vụ quân sự và di kiến xuất ngũ vào tháng 1 2021, phát sóng 2016 một nữ thực tập sinh sống ở thế giới bị hút vào thế giới của manga và đem lòng yêu nhân vật VK mà cô đã ao ước từ nhỏ một tình yêu hồi hộp quy mô đầy đủ trong hai thế giới và thực tế diễn viên mê mẩn ngay cả từ khi quan điểm một người đàn ông rất ngẫu và hơn nữa diễn xuất của anh đa dạng từ nghiêm túc đến hài không kén vai so với các diễn viên gạo tội tôi cho rằng đó là một lam khả riêng tốt nhất tôi thích tất cả các bộ phim tình cảm lãng mạn xuất hiện trong và tôi thích lối diễn xuất thú vị nhưng tôi nghĩ mình rất giỏi vào lối diễn xuất thần sầu pichino i can hear Your Voice. tôi đã rất nhạc nhiên về phong cách lời bật có thể thực sự từ manga hấp dẫn Ngoài ra, làm diễn viên nổi tiếng đứng thứ 5 Ghe Cao Su, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1987, sở thích kỹ năng đặc biệt cảm thủ âm nhạc lão oan bắn súng triệt tuyết và chiều cao 1m82, vị trí thứ 5 là Jang Kê Sốc, người mẫu ra ban 56 tuổi và hoạt động như một diễn viên lý từ năm 10 tuổi. Bộ phim truyền hình You Are Beautiful đã tạo nên một bước đột phá tại GB. Anh chủ động trong các bộ phim truyền hình như bộ phim cổ trang The Royal Gambler và 2016 Sở Witch Jane The One With You 2017 một bộ phim hài lãng mạn và tương của anh hùng gió mỹ nhân là một tham gia với tư cách là một người có một ban nhạc đột trai nổi tiếng vì anh sinh đôi có một phút thủ lỡ đẹp đâm nhạc. Khi tôi xem You Are Beautiful, tôi đã nghiền bị rất đẹp trai và có khuôn mặt. Diễn viên tuyệt đến lần đầu tôi bị nghiệp phim truyền hình, đó là một ca sĩ hát hài. Tôi có rất nhiều tài năng và nghĩ đến mọi chuyện thật tuyệt. Thật tiếc vì không có nhiều lần xuất hiện, nhưng tôi nghĩ bạn thật sự tuyệt vời với kiểu tóc và vai trò với những người khác nhau. Trong vai diễn video và có một tên bằng tiếng Anh hoàn toàn với Chang người được biết đến ở GB ngay cả với tóc ngắn tóc dài hả cùng là một người xuất hiện sẽ được biến đổi ngoài ra Gonchan còn được gọi là hoàng tử châu Á Arieto Zama thông tiểu cam về sa